Hello, xin chào mọi người. Video này mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cái lò đồng hồ mới là Bsi ADMS7. Thì cái loại này cũng khá nhiều người sử dụng ha. Và nó được sản xuất từ Trung Quốc. Thì bên trong nó sẽ có một cái sách hướng dẫn tiếng Trung và tiếng Anh. Và cái máy. Thì cái máy này á, ta nhìn sơ qua thì nó giống như là cái máy nghe nhạc vậy các bạn, là cái điện thoại ha. Thì cái que nó dính liền vào trong máy luôn. Rồi, bạn nào cần liên hệ số điện thoại của mình để mua hàng. Thì nó có nhiều, cũng có 4 nút thôi. Thì một nút là mở, một nút là để chỉnh, một nút để giữ giá trị, và một nút đèn. Thì đèn mới bỏ cho bạn xem đó. Thì ta sẽ đo thử cái điện trở này, điện trở 22 ohm ha. Chúng ta đo thử coi nó như thế nào. Khi chúng ta đưa que vô thì cũng để cho độ auto đo được rồi, thì nó sẽ kêu chuông các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà điện trở mà dưới 30 ohm thì nó mặc định là thông mạch ha. Điện trở dưới 30 ohm thì mặc định là thông mạch, thì thông mạch thì sẽ có cái chuông kêu ha. Rồi, có thể có sai số vì mình đã dùng tay. Rồi, có thể có sai số nhưng mà vài ohm cũng không thành vấn đề. Một con điện trở khác là điện trở 4,7 kg, mình sẽ đo thử cho các bạn xem ha. Thì khi để chức năng auto á, chúng ta sẽ đo được là thông mạch, điện trở và volt. Volt thì gồm cả điện xoay chiều một chiều đều là volt hết ha, đều được hết. Thì điện xoay chiều chúng ta đo được tối đa là 600 V, điện một chiều đo được tối đa là 600 V. Rồi còn điện trở chúng ta đo được tối đa là 6 kg thôi nha, nó hơi ít ha. Điện trở đo được tối đa là 6 kg thôi, nó hơi ít xíu. Và cái này không đo được tụ ha, không đo được tụ. Rồi, tiếp theo mình sẽ tiến hành mình thử cái chế độ phát hiện dòng điện cho các bạn xem. Đây, ta bấm vào nút giữa một cái, nó sẽ ra chế độ phát hiện dòng điện. Để gần sẽ kêu tiếng rất là tít 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 các bạn ha. Để càng gần thì tiếng kêu nó càng lớn, nó càng nhanh. Để xa ra tiếng kêu nó sẽ ít lại, nó sẽ giảm lại. Và chúng ta bấm vào trong giữa một cái nữa để nó qua chế độ live. Là chế độ này phát hiện dây nóng các bạn, phát hiện dây pha hay là lỗ nó không có gì. Qua cái lỗ bên đây thì nó sẽ có tiếng kêu. Đó, thì chứng tỏ là cái bên đây là dây pha, bên kia là dây lạnh bình thường. Bạn dùng que đen que đỏ đều được hết ha. Chế độ auto sẽ tiến hành mình đo luôn điện 220 và sẽ ra luôn tần số cho các bạn ha. Đây thì ở trên là 200, điện của nó là 220, ở dưới là ra tần số 50 Hz. Thì nó cũng khá là tiện lợi ở chỗ đó ha, khá là tiện lợi ở chỗ mà có luôn cái tần số thì cũng khá là tiện lợi, ta chỉ cần đo một lần thôi. Ta sẽ tiến hành đo pin. Hiện ta cứ để auto, đồng hồ này có chó chức năng auto của bạn, để auto đo là được hết ha. Lâu lâu ta chỉnh, ta đo cái phần dòng điện thôi. Pin này ra 3,5 V ha, cũng khá đầy rồi. Ta đưa sai cực cũng không sao, bởi vì nó sẽ có dấu âm, với lại là